chào cô Bi. Cô Bi bây giờ sẽ bắt đầu nhảy điệu passo nha. Nào, bắt đầu đứng vào dáng cho Bi. Tay chống hông. Đẩy tay chống hông nào. Đứng xa ra, đứng lùi ra xa. Rồi, bắt đầu nào con trai, chúng ta kêu. Chuẩn bị. Rồi, bắt đầu. Samba đi. Đứng ra xa. Chuẩn bị. Nghe lại đếm.
quay về đây.